Thực tiễn thế giới cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Thế thì một bạn hãy đọc cái bài cô gửi và khái quát cho cô có mấy ý của thực tiễn thế giới tác động đến Hồ Chí Minh và đến việc ra đời tư tưởng của người. Có bạn nào hả? Bạn nào đọc được rồi không? Cô mời bạn Võ Thị Chi đấy. Dạ Tình ạ. Võ Thị Tinh, rồi. Cô mời bạn Tinh, Như Tinh. Dạ thưa cô, là thực tiễn thế giới cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 gồm có ba ý chính là chủ nghĩa tư bản thế giới chuyển từ tự do cạnh tranh sang đế quốc độc quyền và chi phối toàn bộ tình hình thế giới ạ. Ý thứ hai là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 thành công, là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác Lênin ở một nước lớn ạ. Và là quốc tế cộng sản ra đời vào tháng ngày 2 tháng 3 năm 1919 ở Moscow. Rồi cô cảm ơn bạn Như Tinh. Đúng rồi, ba cái ý của thực tiễn thế giới tác động đến Hồ Chí Minh và đến ra đời tư tưởng của người. Như sau đó. Bài một là sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn thứ hai, từ chủ nghĩa tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn, chủ nghĩa tư bản độc quyền hoặc là chủ nghĩa đế quốc. Và khi trở thành chủ nghĩa đế quốc rồi ấy, thì chúng chi phối toàn bộ thế giới, đi xâm chiếm thuộc địa, trong nước thì áp bức công nhân nhân viên lao động, và ra khỏi nước thì đi xâm chiếm thuộc địa. Chính cha ông ta cũng đã phải chịu những đòn roi của chủ nghĩa thực dân đế quốc, làm cho các nước châu Á, châu Phi, trong đó có nước ta, nhân dân phải chịu một cổ hai trọng, vừa là thực dân đế quốc lại vừa là giai cấp thống trị trong nước. Và nó trở thành kẻ thù chung của nhân dân thuộc địa, rồi nó gây ra hai cái cuộc chiến tranh thế giới, thiệt hại rất nhiều về sức người và sức của. Ví dụ hai cái quả bom nguyên tử mà được ném, nó chúng ném vào hai thành phố của Nhật Bản, Hiroshima và Nagasaki, sức hủy diệt vô cùng lớn. Cái tác động tiếp theo đối với việc ra đời tư tưởng Hồ Chí Minh đó là sự tác động của chủ nghĩa Mác Lênin. Khi đọc được sơ thảo của Lênin ấy, thì người đã khẳng định đây là cái cẩm nang thần kỳ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta. Và cái này tí nữa sang phần sau chúng ta thấy đây chính là cái tiền đề quyết định, có tính chất quyết định đến sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái tác động thứ ba là tác động của cách mạng tháng 10 Nga và của quốc tế cộng sản. Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga nổ ra và thắng lợi.
đã mở ra một thời đại mới quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên. Và lãnh tụ của cách mạng tháng 10 Nga chính là Lenin. Cũng đồng thời là người sáng lập ra quốc tế cộng sản, quốc tế ba. Năm 1920 ấy, khi Bác Hồ tại đại hội tua tháng 12 năm 1920 tại đại hội tua, Bác Hồ đã bỏ phiếu tán thành đề tam quốc tế, tức là quốc tế ba, quốc tế cộng sản do Lenin sáng lập. Chính ba cái điều kiện này đã tác động đến Hồ Chí Minh trong việc hình thành nên tư tưởng của người. Đây hình ảnh của cách mạng tháng 10 Nga. In early 1917, Bolshevik leader Vladimir Lenin began calling for the overthrow of the provisional government that had replaced the Russian monarchy earlier that year. On October 24th and 25th, armed workers and sympathetic soldiers and sailors stormed the Winter Palace, the government's headquarters in Petrograd, and deposed the provisional government. The almost bloodless insurrection, known as the October Revolution, brought the Bolsheviks to the forefront of the new socialist government. Thì với những cái ý trên thì là thực tiễn của thế giới đã tác động đến việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Ta đến cái cơ sở thứ hai, đó là cơ sở lý luận. Trong cái khái niệm hôm trước ấy, ta đã thấy là cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh có ba, và cô xếp theo thứ tự là giá trị truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ nghĩa Mác Lênin. Thứ nhất là giá trị truyền thống của dân tộc. Là người con của dân tộc Việt Nam ấy, thì các em thấy chúng ta có những truyền thống tốt đẹp nào? Là người con của dân tộc Việt Nam thì chúng ta có những truyền thống tốt đẹp nào? Các em suy nghĩ và trả lời. Bạn nào giơ tay nào? Cô mời bạn Lê thì bạn gì số 55 nào? Dạ thưa cô, là nước Việt Nam mình có truyền thống là chủ nghĩa yêu nước, anh dũng kiên cường bất khuất, yêu nước gắn liền với yêu dân, đoàn kết, tương thân tương ái, nhân ái khoan dung, nhân nghĩa hòa hiếu với các dân tộc, dân cần cù dũng cảm, sáng tạo, lạc quan, thương người, hiếu học, ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn thử thách. Xem con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng. Xem dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc. Tự hào về lịch sử, trân trọng văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán của những giá trị tốt đẹp khác. Đúng rồi. À, cảm ơn bạn quý. Bạn Lê Thị Hồng Quý. À, cảm ơn bạn Lê Thị Hồng. À, bạn Quý đã khái quát rồi. À, và câu hỏi trong những cái truyền thống này thì truyền thống nào có giá trị lớn nhất, có sức mạnh lớn nhất trong các truyền thống đó, thì truyền thống nào có sức mạnh lớn nhất?
Cô mời bàn số 88. Theo em là chủ nhà yếu nước của. À đúng rồi. À, bạn nam tên gì là em? Dạ em tên là Việt quá. Việt hả? Việt quá. À Việt, Việt, đây là Việt không được. Rồi cố gắng. Đúng rồi. Trong cả cái truyền thống đó thì chủ nghĩa yêu nước có sức mạnh lớn nhất. Chính chủ nghĩa yêu nước là giá trị xuyên suốt trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là động lực, là sức mạnh của chúng ta trong quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là nền tảng tư tưởng, là điểm xuất phát, là động lực để thúc đẩy Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Và người đã tìm thấy con đường cứu nước cứu dân. Đây là bài thơ gì đây? Bài thơ gì đây nhỉ? Cô là Nam Quốc Sơn Hà ạ. Đúng rồi, đây là bài thơ Nam Quốc Xuân Hà.